Bây giờ thì thời gian là vẫn còn, thế này chúng ta chưa nói trước được điều gì. Dứt điểm! Và đó là dấu chấm hết dành cho đội bóng Mosport. Thực sự thì khi mà Spa San Peter được tung vào sân ở phút thi đấu thứ 47 của hiệp thi đấu thứ hai thì tôi cũng đã không trông đợi gì nhiều. Nhưng thực sự thì số 11 bên phía đội bóng Anh Quyền có cái gì ghi bàn vào đường ý của đội bóng Mosport. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Lại là một tình huống dứt điểm xoay sở trước đó của số 11. Thật sự là khó tin. Bàn thắng thứ hai của Phan San Peter ở trong hiệp thi đấu thứ hai này. Phan San Peter